Niềm tin ánh sáng. Niềm tin ánh sáng. Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Niềm tin ánh sáng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin về Hội nghị Cán bộ Công chức Viên chức năm 2015-2016 của Hội Người Mù thành phố Hà Nội. Tiếp theo mời quý thính giả đến với vòng trung khảo liên hoan Tiếng Hát Người Khiếm Thị Thanh Xuân lần thứ 2. Phần cuối chương trình có bài Học sinh trường làng đam mê sáng tạo khoa học và bây giờ mời quý vị cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, ngày 22 tháng 4 vừa qua, Công đoàn Cơ sở Hội Người Mù thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức Viên chức năm 2015-2016 nhằm đánh giá lại nghị quyết hội nghị đề ra năm 2014-2015, đồng thời xây dựng phương hướng đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016. Dự với hội nghị có ông Đoàn Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm và 77 công đoàn viên đến từ 16 tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Hội Người Mù thành phố Hà Nội. Cùng với những kết quả về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội năm 2015, phương hướng hoạt động của hội năm 2016 do ông Lê Trung Quyết, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Người Mù thành phố Hà Nội báo cáo trước hội nghị, đại diện cho Ban chấp hành Công đoàn hội, bà Dương Kim Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn Hội Người Mù thành phố Hà Nội đã báo cáo kết quả hoạt động của công tác công đoàn năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Trong năm 2015, Công đoàn Cơ sở đã kết nạp thêm 2 công đoàn viên, nâng tổng số công đoàn viên lên 79 người, trong đó có 10 đồng chí là đảng viên, 20 đồng chí là cán bộ chủ chốt của các cấp hội. Mặc dù còn gặp khó khăn về nhiều mặt, song với tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao trong công việc, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công đoàn Hội Người Mù Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu đưa hoạt động hội đi lên và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 2015, Ban chấp hành Công đoàn đã phối kết hợp với Ban chấp hành, Ban tuyên giáo hội tổ chức 2 cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật cho công đoàn viên, tổ chức cho toàn bộ công đoàn viên tham gia học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hưởng ứng các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức hội thi đấu thể thao, cuộc thi nấu ăn dành cho các chị em phụ nữ, nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, biểu diễn văn nghệ, tham quan du lịch, qua đó tạo sân chơi bổ ích, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Tham gia sinh hoạt tại Công đoàn Cơ sở Hà Nội mới được 2 năm, nhưng anh Hoàng Mạnh Cường, Chủ tịch Hội Người Mù Đông Anh cho rằng công đoàn thật sự là môi trường tốt, giúp cho cá nhân anh cũng như các đoàn viên có cơ hội được trau dồi về chuyên môn, cũng như tham gia tích cực vào các phong trào chung của tổ chức hội. Tôi thấy rằng cái hoạt động của Công đoàn Cơ sở Hội Người Mù thành phố Hà Nội luôn gắn với các hoạt động chung của Hội Người Mù thành phố Hà Nội và cũng luôn bám sát những cái hoạt động, cái sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm. Cụ thể là những cái hoạt động tuyên truyền, rồi những cái hoạt động tham quan, du lịch, tìm hiểu về các danh lam thắng cảnh. Thì tôi thấy đây là những cái hoạt động rất là thiết thực và ý nghĩa. Đặc biệt là tôi cũng có một cái may mắn là vinh dự được là một trong 2 đoàn viên công đoàn của Công đoàn Cơ sở Hội Người Mù thành phố tham gia vào cuộc thi cặp đôi hoàn hảo năm ngoái và cũng đạt được cái giải nhì. Ngoài ra, Ban chấp hành công đoàn còn quan tâm đến hoàn cảnh của từng gia đình đoàn viên, động viên trợ cấp, thăm hỏi kịp thời khi ốm đau hoạn nạn hoặc các dịp lễ Tết. Năm 2015, công đoàn đã giới thiệu cho chi bộ 2 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, giới thiệu 3 quần chúng ưu tú đi học đối tượng đảng. Công đoàn cơ sở 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, làm tốt vai trò là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, bà Chu Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Người Mù Hà Nội đánh giá cao những đóng góp của các cán bộ, công nhân viên chức thuộc tổ chức công đoàn trong các hoạt động của Hội Người Mù thành phố. Bà Chu Thị Thu Hà nói. Các đồng chí cũng đã rất là nỗ lực và có nhiều những cái sáng kiến để mà đẩy mạnh các hoạt động của công đoàn từ các tổ công đoàn cơ sở cho đến công đoàn của Hội Người Mù thành phố. Từ những cái việc làm cụ thể như việc phát triển tổ chức
chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất cho những đoàn viên công đoàn cũng rất được quan tâm. Số tiền mà dành cho việc chăm sóc đời sống của anh chị em đoàn viên công đoàn trong năm 2015 vừa qua lên tới gần 120 triệu đồng. Đây là một con số không nhỏ. Bên cạnh đó thì việc hưởng ứng tham gia các cái sự kiện của tổ chức hội cũng như là của Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm cũng đã được ban chấp hành công đoàn quan tâm, và có những hoạt động mà công đoàn cơ sở Hội Người mù Hà Nội tham gia cũng đã giành được những cái giải cao, thì đây cũng là cái tín hiệu rất là đáng mừng và rất là đáng ghi nhận. Tán thành với những nhiệm vụ trọng tâm mà công đoàn cơ sở Hội Người mù thành phố Hà Nội đã đề ra trong năm 2016, ông Đoàn Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh một số điểm cần Ban chấp hành công đoàn Hội Người mù Hà Nội quan tâm trong thời gian tới. Phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo thành hội, tập trung quan tâm chăm lo đến đời sống, việc làm, thu nhập của cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của nhà nước, đặc biệt cần quan tâm đến các cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức lao động về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp các ngày lễ và các ngày kỷ niệm lớn. Trước mắt cần tập trung cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 bằng các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, các hoạt động văn nghệ thể thao, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên tham gia. Tại hội nghị, Công đoàn Cơ sở Hội Người mù thành phố Hà Nội đã trao bằng khen, khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, một bữa tiệc âm nhạc, đó là cảm nhận của hầu hết các đại biểu, khán giả tham dự và thưởng thức những tiết mục văn nghệ tại vòng trung khảo liên hoan tiếng hát người khiếm thị Thanh Xuân lần thứ 2 năm 2016 do Hội Người mù quận Thanh Xuân phối kết hợp với Trung tâm Văn hóa quận tổ chức ngày 26 tháng 4 vừa qua. Các ca sĩ khiếm thị đã tạo ra một không gian âm nhạc đầy màu sắc phong phú, đa dạng và tràn ngập cung bậc cảm xúc. Đến dự và chúc mừng liên hoan có ông Lưu Như Thành, Phó trưởng ban dân vận quận ủy Thanh Xuân, đại diện phòng ban tổ chức trên địa bàn quận cùng hơn 100 cán bộ hội viên Hội Người mù quận Thanh Xuân. Trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với sự kiện ý nghĩa này qua bài phản ánh của tác giả Nguyễn Thành. Thưa quý vị và các bạn, vòng trung khảo liên hoan tiếng hát người khiếm thị Thanh Xuân lần thứ 2 của Hội Người mù quận Thanh Xuân được tổ chức nhân dịp chào mừng những sự kiện và ngày lễ lớn của hội và đất nước. Đây cũng là hoạt động nghệ thuật quần chúng hưởng ứng liên hoan tiếng hát từ trái tim lần thứ 5 sẽ được Hội Người mù Việt Nam tổ chức vào cuối năm nay. Chia sẻ về ý nghĩa của liên hoan, ông Nguyễn Thành Phúc, trưởng ban tổ chức, chủ tịch hội cho biết, liên hoan tiếng hát người khiếm thị Thanh Xuân là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 20 năm ngày thành lập quận Thanh Xuân và hướng tới ngày kỷ niệm 20 năm thành lập quận hội vào đầu năm 2017. Bên cạnh đó, liên hoan còn là nơi phát hiện và bồi dưỡng các hạt nhân văn nghệ trong hội, động viên người mù xóa đi mặc cảm, tự ti, lạc quan yêu đời, hòa nhập cộng đồng. Tới cuộc thi này để nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ viên của người khiếm thị quận Thanh Xuân, lấy tiếng hát người khiếm thị để hòa chung với cái cộng đồng của xã hội, họ cất lên những tiếng hát để cho xã hội nhìn nhận với người khiếm thị ngày càng tiến bộ hơn. Tham dự liên hoan có 15 tiết mục của cán bộ hội viên được lựa chọn từ 11 chi hội. Các tiết mục đều có nội dung về lòng yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, thể hiện tình yêu cuộc sống, tình đồng tật và tinh thần lạc quan của người mù với các hình thức thể hiện như đơn ca, dân ca, độc tấu. Mang đến vòng trung khảo liên hoan bài hát Hội là ước mơ của nhạc sĩ Trần Anh Việt, chị Nguyễn Kiều Anh xúc động bày tỏ: "Tôi là hội viên của Hội Người mù Thanh Xuân gần 20 năm qua. Đối với tôi, hội chính là ngôi nhà thứ hai, là người bạn đồng hành trong cuộc sống. Khi biết hội tổ chức liên hoan văn nghệ, tôi quyết định chọn bài Hội là ước mơ để thể hiện tình cảm của mình. Hội là niềm tin, hội là trái tim, hội là ước mơ. Hội đã chắp cánh cho tôi để tôi được như ngày hôm nay, thì nên là tôi đã quyết định chọn bài hát này để hát. Thực sự tôi rất là vui sướng khi được cất tiếng hát, hát bài hát về hội như thế." Cũng gửi gắm tình cảm của mình qua bài hát như chị Kiều Anh bằng giọng hát truyền cảm và phong cách biểu diễn khá chuyên nghiệp. Bạn trẻ Lê Trung Thông đã đắm chìm với ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng và đã chinh phục được ban giám khảo cũng như các khán thính giả trong hội trường. Lê Trung Thông tâm sự: "Em thực sự bất ngờ và xúc động khi biết mình được giải nhất.
đến với liên hoan, em chỉ mong muốn gửi tình cảm đến với Hà Nội, đến với những người đồng tật và góp phần nhỏ bé của mình cho liên hoan thành công hơn. Chúng ta bị khuyết tật, mong các bạn là đừng có khuyết tật về tâm hồn. Cái tiếng hát này cũng là một trong những thứ mà chúng tôi sẽ gửi đến tất cả mọi người, một cái món ăn về tinh thần. Chúc các bạn luôn luôn giữ được cái sức khỏe và được cái tinh thần tốt. Bạn trẻ Lê Trung Thông là thí sinh đại diện cho Hội Người Mù quận Thanh Xuân tham gia liên hoan Tiếng Hát Từ Trái Tim của Trung ương Hội Người Mù Việt Nam. Nhưng đối với các thành viên trong ban giám khảo thì còn rất nhiều tiết mục hay và xuất sắc cũng xứng đáng được lựa chọn. Đại diện cho ban giám khảo, bạn Phạm Quang Hưng, cán bộ Trung tâm Văn hóa quận Thanh Xuân cho biết. Chúng tôi tiêu chí là tìm ra những người nào có chất giọng tốt nhất, hát đúng nhịp nhất, hát có giai điệu và không bị chênh phô nhiều. Thì chúng tôi thấy là cái tiêu chí cao nhất là phải hát đúng giai điệu, đúng nhịp độ tiết tấu và hát có tâm hồn. Mà các bạn hát, mà hát bằng cả trái tim và mình nghe mình thấy rất là cảm xúc. Sau 3 giờ làm việc, Liên hoan Tiếng Hát Người Khiếm Thị Thanh Xuân lần thứ 2 năm 2016 kết thúc trong niềm vui của những thí sinh đoạt giải. Tuy nhiên, đối với những cán bộ hội viên Hội Người Mù quận Thanh Xuân thì đây là một sự kiện còn đọng mãi trong suy nghĩ và cảm xúc của họ. Đúng như lời phát biểu bế mạc liên hoan của ông Nguyễn Thanh Phúc, Chủ tịch Hội, các hoạt động văn hóa văn nghệ luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người khiếm thị nói chung và người khiếm thị quận Thanh Xuân nói riêng. Chính vì vậy, liên hoan văn nghệ lần này sẽ là một mốc son đáng nhớ trong quá trình xây dựng và phát triển của Hội Người Mù quận Thanh Xuân. Quý thính giả thân mến, dù điều kiện học tập còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng với niềm đam mê sáng tạo khoa học, em Lê Ngô Duy Phong, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, đã sáng tạo thành công sản phẩm găng tay thông minh cho người khiếm thị và mũ bảo hiểm thông minh ngăn người say rượu lái xe máy. Trong phần cuối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả sản phẩm khoa học kỹ thuật giàu tính nhân văn này với phần thông tin được tổng hợp từ báo Công an Nhân dân. Mỗi lần người cậu ruột ở Đồng Tháp về thăm quê, nhìn cậu sinh hoạt đi lại khó khăn với đôi mắt mù lòa do hậu quả chiến tranh để lại mà Phong rất xót xa. Phong muốn làm một điều gì đó để giúp cho cậu mình và những người cùng cảnh ngộ đỡ vất vả hơn. Một buổi chiều tan học, Phong đạp xe từ dưới quê lên Hội Người Mù tỉnh Thừa Thiên Huế ở đường Phan Bội Châu để tiếp xúc với những người mù ở đây. Phong nhận thấy chiếc kính mà người khiếm thị đang sử dụng vẫn còn điểm khuyết và em nhận ra rằng họ cần một sản phẩm trợ giúp hiệu quả hơn. Qua những lần tham khảo trên mạng, Phong nảy ra ý tưởng chế tạo găng tay thông minh cho người khiếm thị. Khi đưa ra ý tưởng này trình bày với thầy giáo Hoàng Minh, hiệu phó nhà trường thì Phong được ủng hộ giúp đỡ. Sau một thời gian bắt tay vào nghiên cứu, sản phẩm găng tay thông minh cho người khiếm thị của Phong đã hoàn thiện. Phong cho biết về công dụng của sản phẩm. Sản phẩm này là tổ hợp các chức năng như sử dụng máy tính và chức năng nghe gọi của điện thoại, gậy dò đường để hỗ trợ cho người khiếm thị tận dụng tối đa được các giác quan như xúc giác, khứu giác để hòa nhập cuộc sống dễ dàng hơn. Hệ thống bàn phím trên đôi găng tay đều được phát triển dựa trên bảng chữ nổi Braille. Theo Phong, mỗi đôi găng tay thông minh cho người khiếm thị khi hoàn chỉnh có giá 800.000 đồng. Các linh kiện của sản phẩm đều do nước ngoài sản xuất, được đặt mua ở thành phố Hồ Chí Minh. Với sản phẩm găng tay thông minh cho người khiếm thị, năm lớp 11, Phong nhận giải nhất sáng tạo cấp tỉnh, khuyến khích cấp quốc gia. Sau những giờ học thêm vào buổi tối, đạp xe trên quốc lộ 1A về nhà, em Trần Đăng Khoa đã chứng kiến không ít vụ tai nạn giao thông do những người uống rượu bia gây ra. Từ đó em tự đặt câu hỏi, vì sao không thử sáng tạo một thiết bị gắn trên mũ bảo hiểm để ngăn ngừa người say rượu lái xe máy? Vốn là học sinh giỏi môn vật lý và tin học, nên khi nghĩ ra đề tài, giữa năm 2015, Khoa đã bắt tay vào sáng chế. Sau gần một năm nghiên cứu, được sự giúp đỡ của thầy cô, Khoa đã sáng tạo thành công sản phẩm mũ bảo hiểm thông minh. Theo mô tả của Khoa, chiếc mũ bảo hiểm thông minh gồm các bộ phận như cảm biến nồng độ cồn, bộ phận thu phát sóng RF, mô đun cảm biến và bảng mạch điện tử gắn với một số bộ phận ở xe máy. Về cơ bản, bộ cảm biến đo nồng độ cồn trong mũ bảo hiểm giống như bộ cảm biến trong máy đo nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông. Vì thế, khi người lái xe có uống rượu bia và hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 40% mức cho phép, thì bộ cảm biến gắn trên mũ sẽ tự động ngắt mạch điện được nối với bình ắc quy khiến xe tắt máy không nổ. Mặt khác, nếu hơi thở có nồng độ cồn nhỏ hơn 40%, thì cảm biến này sẽ điều chỉnh vận tốc tối đa xe máy là 30 km/h để giúp người điều khiển chạy chậm
đảm bảo an toàn giao thông. Sáng tạo thành công chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt này, mới đây khoa đã được Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Khoa học Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên trao tặng bằng khen. Ngoài công trình kể trên, khoa còn sáng chế hệ thống xử lý rò rỉ ga và báo động hỏa hoạn. Công trình này đã đạt giải tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế và cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Thầy Hoàng Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phú Bài nhận xét, một trong số công trình của khoa được các chuyên gia khoa học đánh giá cao là sản phẩm mũ bảo hiểm thông minh, bởi chi phí lắp ráp linh kiện để sản xuất mũ khoảng 500.000 đồng nhưng lại có ứng dụng cao vào thực tiễn. Sắp tới nhà trường sẽ kết nối để giúp em đưa sản phẩm ra thị trường. Quý thính giả thân mến, chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Những người làm chương trình rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác và đóng góp của quý thính giả. Thư và bài viết quý vị có thể gửi tới chương trình theo địa chỉ Chương trình Niềm tin ánh sáng kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam tầng 10 số 58 Quán Sứ Hà Nội hoặc thư điện tử niềmtinanhsang@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.